Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, hội thảo khoa học cấp quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng chọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của người là cội nguồn gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được tổng cộng 65 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, trong đó có 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Tỉnh ủy Hưng Yên có một tham luận gửi tới hội thảo với chủ đề Đem tài dân, sức dân, làm lợi cho dân, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị. Tham luận nhấn mạnh, Hưng Yên tự hào là quê hương của cụ Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của Bác Hồ, người trực tiếp nuôi dưỡng dạy dỗ phụ thân Bác Hồ là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thừa hưởng sự giáo dục đó, sau này cụ Nguyễn Sinh Sắc đã có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng tinh thần yêu nước, thương dân của con mình là Nguyễn Sinh Cung, tức Bác Hồ. Hưng Yên cũng là tỉnh vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành những tình cảm đặc biệt là Chủ tịch nước. Dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Hưng Yên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm đến 10 lần. Riêng năm 1958, Bác đã về thăm Hưng Yên 5 lần. Trong những lần về thăm, Bác thường động viên khích lệ nhân dân Hưng Yên để có thể phát huy tốt nhất tinh thần, tài dân, sức dân phát triển sản xuất, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó. Người còn dành thời gian viết 14 lá thư thăm hỏi động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên, 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng huy hiệu của người cho 67 cá nhân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo và tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong kháng chiến và trong quá trình xây dựng phát triển như hôm nay. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, đến nay Hưng Yên đã xây dựng được một nền tảng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ vững chắc, kinh tế hàng năm tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân từng ngày đổi mới. Có được kết quả đó, một phần quan trọng là do Đảng bộ và các cấp ngành trong tỉnh đã vận dụng và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đem tài dân, sức dân, làm lợi cho dân. Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá với cách tiếp cận đa chiều có hàm lượng khoa học, lý luận sâu sắc, hội thảo đã làm nổi bật chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của người. Hội thảo khẳng định tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho toàn Đảng toàn dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhất định sẽ đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn hơn nữa.